Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay một bài nói rất là vui, một câu chuyện Lộc chia sẻ mọi người. Cái đoạn đầu tiên Lộc diễn tả lại cái cảnh đó, Lộc đang ngủ hôm qua. Thì đang ngủ với con mình buổi trưa thì có một cái dàn âm thanh tới chuẩn bị hát và họ alo chỉnh rất là nhiều. Mà mình biết âm thanh là mình nên chỉnh alo nhưng mà anh Lộc thấy anh này chỉnh alo mà còn nửa tiếng hồ hơn luôn. Lộc nên bây giờ Lộc ngủ cũng mới vừa tiếng alo luôn. Và thôi thì bữa nay quyết định làm cái bài về tiếng alo đó. Đừng phân tích để alo như thế nào cho nhanh gọn lẹ và để cho mình có được giảm thanh hay nhất mọi người nha. Ok, rồi bây giờ thì mình nói về alo thì mọi người đọc xin phân tích với mọi người một xíu về cái chữ cái của mình. Trong tiếng Việt của mình đôi khi có những âm, ví dụ như âm nguyên âm và phụ âm. Thì những cái nguyên âm là những âm một mình nó sẽ tạo nên một tiếng, và phụ âm sẽ gồm có những âm mà liên kết với nó mới tạo nên một tiếng được. Ví dụ như âm p, âm g, gh thì những âm đó là phụ âm. Còn nguyên âm là A, O, E. Thì những âm đó nó sẽ mang những một âm sắc khác nhau, và nó cũng mang một cái tần số khác nhau luôn mọi người nha. Ví dụ như bình thường thì mọi người thấy alo, lưu 2, 3, 6, 7, 8, 9, he he, ha ha. Thì những cái âm ha đó là âm phụ âm, còn he he là âm phụ âm. Còn A, lưu, lưu, ô, ô là những ô, ô đó là những âm nguyên âm mọi người. Thì cái mục đích mình alo á, để cho mình test được dàn máy mình cân được cái micro để cho nó có cái độ mạnh nhẹ khác nhau. Ví dụ ở đây Lộc sẽ thị phạm mọi người thấy là mình alo như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ thử alo lên 1 2. Alo 1 2. Rồi bây giờ khi mình alo á, để mình cân những cái dạng trên đây là mọi người nha. Lên lên mình cân tiếng bass trước. Lên 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 1 2. 1 2 lên 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 lên. Rồi mọi người thấy tiếng bass nó vừa đủ rồi, mọi người là sử dụng tới phần mic ở trên đúng không nào. Mình sẽ cân theo cái dải tần số trên đây mọi người thấy không, chứ mình không có cân theo tại sao 2 3 mình sai rồi. He 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 lư lư lư, mình ép tiếng mình lên lư he he lư 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 lư. Hello đó, Lộc đã cân được tiếng mid trung mid và tiếng low rồi. Bây giờ Lộc sẽ cân lên cái frequency của nó. Hello 1 2 2 3 4 lư lư 1 2 2 2 ha ha ha. Rồi cái tiếng cuối cùng là tiếng rap mọi người thấy nè. 6 6 7 8 9 9 6 9 lư 1 2 3 6. Mọi người thấy một cái thao tác nhẹ như vậy là Lộc đã cân được cái tiếng micro rồi. Bây giờ tiếng micro ấm và trầm hay trép nhiều nữa là gu mọi người nha. Lộc ở đây Lộc không có nói về là âm thanh Lộc làm hay hay là không hay, nhưng mà nói về chỉ riêng về cách micro thôi. Đôi khi mình test micro mình không nên, mình không cần test đâu, khoảng tầm cả nửa tiếng đồng hồ đúng không mọi người. Mọi người thấy thì cứ lô lô hoài em Lộc cũng bị mớ luôn á. Nên thôi thì làm bài này hướng dẫn cho mọi người và chia sẻ đối với những anh em nào mới hoặc là những anh em nào chưa để ý lắm thì chúng ta nên để ý chút xíu. Còn những anh em nào mà rành rồi thì thôi mọi người nha. Ở đây thì không có nói về hay dở, thì mình chỉ chia sẻ về cách mà anh em thường là những anh em làm tiếng mic thì người ta thường hello hello như thế nào thì mọi người thấy. Rồi một cái thứ hai nữa, mọi người dùng tiếng xì và tiếng low để mọi người cân cái vợt của nó. Thông thường là mình sử dụng hai cái vợt, một là một cái vợt vang, hai là một cái delay mọi người nha. Một cái delay để đánh cho cái vang nó đi xa lên. Thì Lộc sẽ nói cái bài delay và cái vợt đó là đã nói rồi, thì bây giờ Lộc sẽ nhắc lại thôi. Delay là mọi người thấy nè, ví dụ như trong cái con đang là cố CMF 1000 nó sẽ có cái chức năng delay, mọi người mở lên ha. Thì mọi người thấy nè, lư lư đây mọi người ha, lư lư lư, mọi người thấy. Mọi người có thể được cân được cái tiếng vang của nó, vang là vang bass nó bay hay là vang treble nó bay hay là vang mid bay luôn. Thì ở đây là cân nó vừa rồi, thì mọi người ví dụ như mọi người sử dụng bằng setting của nó, mọi người set lại cái tiếng bass, tiếng treble như thế nào để cho nó cái cân lư lư, mọi người thấy nó vang vừa, và tiếng xì nha, he he. Ok mọi người thấy nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ nói về cái delay lư. Mọi người thấy tiếng của mình nó đánh rất là mịn rồi, tiếng lư đánh nào. Rồi thì mình sẽ trộn hai cái nó lại tùy theo mỗi người nha. Lư 1 2 3. Cái tiếng vợt của mọi người, tiếng vợt sẽ làm cho cái âm thanh mình nó vang ra, nó có cái không gian ra để cho mình hát nó không bị khô và không có bị nặng. Còn cái tiếng delay á, là nhiệm vụ đánh cho tiếng vợt nó vang xa ra. Thí dụ như
mình hát mà cái kỹ thuật thanh nhạc mình nó còn chưa tốt á, thì mọi người để ý đi, khi mọi người chỉnh cho một ca sĩ hoặc là những người biết hát á, người ta sẽ yêu cầu mọi người là bớt cái delay lại, không delay nhiều mà chỉ vợt thôi, ví dụ như lòng hát lòng thích vợt thôi đó, delay nhẹ thôi là xong. Còn nếu trường hợp mình chỉnh như vậy mà mọi có nhiều người người ta gọi là amateur hoặc là nghiệp dư á, thì người ta sẽ không thích như vậy, người ta sẽ delay xíu để cho tiếng nó nhẹ, nó bay bay xíu nữa thì mọi người đẩy lên một thanh. Cái trường hợp này thường là mình sẽ đi đám cưới, những cái show tiệc cưới á, thì thường mình chỉnh reverb này thì khách hàng mới thích được. Còn nếu mình chỉnh reverb theo kiểu mà người biết hát thì người ta sẽ không thích. Thì bởi như vậy á, cái cách mà chỉnh micro và reverb thôi nó cũng tạo nên một nghệ thuật cho mọi người nha. Thì cũng qua một cái câu chuyện mà mình nằm ngủ mà có anh chàng alo alo hoài, thì mình cũng thôi thì mình làm một bài và nói về cái alo để cho mọi người biết mục đích alo để làm gì. Và những anh em nào mới thì nếu mà có xem thì coi cho vui và mình học hỏi lẫn nhau thôi, chứ mình không có phê phán mọi người hoặc là làm cái gì đó mà mọi người lọc hay mà mọi người không có như phải như vậy là mọi người sai, mình không có ý đồ đó nha. Thì mọi người thông cảm, mình cũng dành cùng chia sẻ với nhau. Thì nếu mọi người thích cái video này, mọi người sẽ like cho Lộc một like. Và nếu mọi người có những cái comment khác và tương tác bằng, mọi người có những ý kiến nào khác, mọi người có thể comment ở bên dưới, thì Lộc sẽ làm những video khác giải đáp cho mọi người, ok? Rồi, mọi người nhớ subscribe.